Em chào mọi người, đây là cái lô hộp đựng máy đực chân máy đang đạo năng lượng mặt trời của Sola ha, của Bình Minh ha. Hôm nay bên em tới xưởng nên quay cho mọi người xem luôn. Đây là hộp nhỏ nhỏ này, là hộp chân đế này. Còn hộp lớn lớn này là hộp ống này. Đây, hộp ống đây. Một cái lô ống này là lô ống lẻ bên ngoài, mọi người nhìn thấy cái ống năng lượng mặt trời, ống thủy tinh máy nước nóng năng lượng mặt trời là nó như vậy. Còn khi đóng vào bên trong hộp thì mọi người mình chỉ nhìn thấy cái hộp vuông như vậy thôi nha. Đó. À, đây cũng là hộp chân. Và còn hộp bự bự này là hộp bình bảo ôn mọi người ha. Cái hộp ngắn nhỏ nhỏ đầu tiên này thì là nó khoảng 120 lít, 130 lít. Còn cái hộp dài hơn một xíu thì nó khoảng 150 lít, 180 lít. Thương hiệu Bình Minh và thương hiệu Hoa Sen mọi người ạ. Đây là những cái phụ kiện, những cái rổ ở bên ngoài xưởng sản xuất lên. Nó có những cái đầu nắp trục của bình bảo ôn đây mọi người. Đấy. Còn những cái này là những cái bình vỏ đựng bình dàn lớn 300 lít luôn. Đây là cái vỏ thùng đó, trước khi giao cho mọi người là sẽ được đóng vào cái thùng giấy, hộp giấy như vậy giao đi cho mọi người ha. Đây là cả một lô bình nước phụ lắp trên máy nước nóng mặt trời. Xem còn một bên trong là dán cứng hết rồi, không kịp khui ra thì giới thiệu cho mọi người luôn là cái chân đế nó bằng inox á. Đây này, chân đế nó rơi ra đây này. Đấy là chân đế của máy nước nóng năng lượng mặt trời, khi mà được đi ra là đã đóng vào thùng giấy. Ở bên trong những cái thùng này là có bình bảo ôn đó. Ai mình cần đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời, cần lắp thêm máy nước nóng năng lượng mặt trời thì có thể vui lòng liên hệ bên em ha. Hoặc mình thay bình bảo ôn hoặc mình thay ống thủy tinh thì mình cũng có thể liên hệ ha, để thợ bên em tới giúp mọi người. Dạ em chào mọi người nha. Kho hàng rất chi là nhiều hàng, mọi người mình cứ đặt hàng là có hàng thôi ạ. Máy nước nóng năng lượng mặt trời thì được bảo hành 5 năm, 7 năm luôn. Rồi chào mọi người nha, tạm biệt mọi người.